Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ làm một clip tổng hợp báo giá cho anh em từ những cái dòng tay ga cho tới tay côn của Honda cũng như là của Yamaha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu, ông mời Luyến. Hello cả nhà ha, tiếp tục review cho mọi người. Hôm nay tổng hợp báo giá luôn về dòng xe, tất cả dòng xe như là tay ga này, tay côn cho cả nhà luôn ha. Mua xe thì cứ liên hệ trước qua số điện thoại hoặc Zalo của Luyến ha, hỗ trợ tri ân là giảm ngay 5 triệu. Áp dụng khi mua xe có liên hệ trước qua số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến nha, là 0905 299 046, số điện Zalo sẽ ghi ở dưới màn hình cho cả nhà nha. Anh chị em muốn quan tâm về dòng xe nào kết bạn qua lại Luyến tư vấn miễn phí cũng như là hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà nha. Ok, thì đầu tiên là dòng xe Honda AB125 ha. Hiện tại thì dòng này giá sao em? Em này thì đang có mức giá cho cả nhà là 41.900 nha. Liên hệ trước cho Luyến giảm giá 2 triệu, 39.900, chỉ cần trả trước thì nhất là 5 triệu đồng thôi ha. Ok, là đối với bản tiêu chuẩn đúng không? Còn độ màu thì cứ cộng thêm 1 triệu tới 2 triệu đúng không? Đúng rồi, độ màu. Còn bản Black Edition là màu đen bao nhiêu? Đây có mức giá là 41.900. Đó, 41.900. Ok. Vision thì mình cũng sẽ báo nhanh cho anh em luôn. Đó, Vision thì có bản từ tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn giá sao em? 31.900. Còn liên hệ trước được giảm giá 1 triệu. Cao cấp. 33.900. 33, đặc biệt giá nhiêu? 34.900. Bản thể thao. 36 triệu. Ok, đó là giá mình báo cực nhanh. Thì anh em nào mà muốn chi tiết hơn về màu á, thì màu thì chắc chắn nó có đủ rồi. Và màu zin thì khỏi phải bàn á. Rồi, mình chuyển qua dòng Honda Vario cho anh em á. Vario thì mình không thể bỏ qua được cái dòng Honda Vario 125 được. Đây là một dòng xe mà các bạn trẻ ở chuồng rất là nhiều luôn. Đặc biệt nói là thiên đường màu này nó chỉ rơi vào cái dòng xe này á. Thì 125 thì hiện tại bản tiêu chuẩn thì giá sao em? Vario thì nó cũng có hai phiên bản, là gồm có phiên bản chìa khóa thường và Sparky. Đang có mức giá dao động từ 38.900 đến 40.900. Chỉ cần trả trước duy nhất là 5 triệu đồng ha. Liên hệ trước em Luyến được giảm giá ngay 2 triệu, còn có 36.900. Ok. 160 thì hiện tại giá sao? Đang có mức giá dao động từ 40.900 đến 44.900 nha. Rất là nhiều màu, anh chị em thích màu nào rồi thì cứ muốn biết kỹ hơn về em xe này thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo liên hệ okay. Giá cho mọi người. Nãy giờ thì anh chị và bạn thì mình báo giá những cái dòng xe tay ga phổ thông của Honda, thì bây giờ mình phải chuyển qua dòng tay côn ha. Tay côn thì không thể nhắc lại cái dòng Honda Winner V3. Thì hiện tại Winner V3 thì giá sao? Winner V3 thì hiện tại đang có hỗ trợ khách hàng với mức giá dao động từ 33.900 với bản CBS và 36.900 với bản ABS ha. Liên hệ trước cho Luyến được giảm giá 2 triệu ha. Và dòng xe này là một dòng xe đang rất là nhạy cảm luôn nha cả nhà. Tại vì có nguy cơ là tăng giá trở lại đó cả nhà. Nên là thì thông thường em cứ nhìn thấy đi. Cứ gần tới đổ về cuối năm thì chắc chắn giá xe sẽ tăng. Yeah. Đấy, thì cái này hiện tại thì nó cũng sắp rồi mọi người. Bữa nay là tháng 8 rồi. Thì gần cuối năm rồi ha. Rồi. Một cái dòng xe của Gia. Thì đối thủ cạnh tranh của Winner V3 đó là Exciter 155. Thì Exciter 155 thì hiện tại giá sao? Đã có mức giá cho cả nhà từ 41.900 đến 43.900 tùy phiên bản chìa khóa thường ở Sparky ha. Trả trước chỉ cần duy nhất 5 triệu đồng, liên hệ cũng được giảm giá 2 triệu ha. Tất cả các dòng xe luôn, chỉ giúp 5 triệu đồng thôi, thì còn chần chừ gì, trên tay alo trực tiếp qua cho em ha. Rồi mình chuyển lên một cái dòng xe cũng của Việt Nam nhưng mà của Suzuki á mọi người. Đó là dòng Sachia. Đây thì... Sachia Rider đây, hai em xe Rider. Thì báo giá cho cả nhà ha, hiện tại nó có mức giá cho cả nhà dao động đối với dòng Rider là 43.900 và Sachia là 45.900 nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần 6 triệu đồng thôi là mua xe được rồi nha. Ví dụ Luyến quay đây thì quay hơi nhanh đó cả nhà. Anh chị em mà thích màu sắc nào hoặc là thích em xe nào thì có thể inbox qua Zalo, chụp màn hình lại bảo Luyến gửi hình ảnh về em xe đó quay cho cả nhà coi ha. Rồi, Sonic thì hiện tại giá sao? 48.900 và trả trước cũng chỉ có 7 triệu đồng thôi là mua xe được rồi nha. Anh chị em mua cứ liên hệ qua Zalo để được hỗ trợ cũng như là hỗ trợ ship cho toàn quốc cho anh em ha. Rồi đó là giá xe thì mình báo cũng chung chung thôi. Xe thì dòng nào nó không có, anh chị và bạn nào mà yêu mến thì có thể là mình liên hệ qua Zalo để mà ủng hộ Luyến ha. Thì Luyến cũng sẽ hỗ trợ lại tiền xăng này, chi phí đi lại cho mọi người ha. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.